Mến chào quý vị và các bạn, mời các bạn quay trở lại với kênh Xuân Bóng Đá của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Xuân Bóng Đá bằng cách bấm vào nút đăng ký đồng thời tích vào quả chuông bên cạnh để mỗi lần Xuân Bóng Đá update video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Malaysia lo sốt vó khi những nhân tố này được thầy Park gọi lên đội tuyển Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, với lịch thi đấu V-League đã chốt, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có 3 vòng đấu để theo dõi và tìm ra các nhân tố mới chuẩn bị cho trận đấu gặp Malaysia ở vòng loại World Cup năm 2022 vào cuối tháng 3 tới đây. Nói là những cái tên mới, nhưng những người được kỳ vọng dưới đây cũng rất quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đầu tiên có thể kể đến đó là Trần Vi Sơn. Không hổ danh là Ronaldo của Việt Nam, Vi Sơn luôn đem lại cảm xúc với lối đá tốc độ và lát léo. Dù rất thích cầm bóng đột phá nhưng Vi Sơn cũng đầy khôn ngoan trong các tình huống phối hợp. Không ít bàn thắng của Thành phố Hồ Chí Minh đến từ những đường chuyền sệt nách của cầu thủ người Nghệ An. Nếu chúng ta xem trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Gangwon United thì có thể thấy rõ, phi sơn của ngày nay không còn lối chơi rườm rà như ngày xưa. Mỗi khi phi sơn có bóng, đồng đội của anh luôn được đặt vào một vị trí trống tài để có thể tạo ra những cơ hội cho Thành phố Hồ Chí Minh. Không còn nỗi ám ảnh với chấn thương nữa. Những vòng đấu đầu tiên của V-League năm 2020 là cơ hội để Phí Sơn chứng minh khả năng của mình với huấn luyện viên Park Hang-seo và chờ đợi cơ hội góp tên trong danh sách tập trung ở trận đấu gặp Malaysia vào cuối tháng 3 này. Nếu có Phí Sơn trong tay thầy Park sẽ có thêm những lựa chọn cho mình ở tuyến tiền vệ của đội tuyển Việt Nam, tạo ra một làn gió mới và có thể sẽ gây bất ngờ cho đội tuyển Malaysia. Người thứ hai có thể kể đến đó là Ma Khổng Quân. Dù hai lần trước Ma Khổng Quân từng được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập, nhưng anh chưa đủ gây ấn tượng với chiến lược gia người Hàn Quốc. Tuy nhiên, Mạc Hồng Quân vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở V-League năm 2019. Tài năng của Mạc Hồng Quân là không thể phủ nhận, nhưng cách chơi của anh có thể nói không phù hợp với triết lý của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng với những tuyên bố sẽ thay đổi chiến thuật cho đội tuyển Việt Nam trong năm 2020 này, Mạc Hồng Quân lại được kỳ vọng sẽ có tên trong danh sách trong đợt tập trung sắp tới của đội tuyển Việt Nam. Người thứ ba đó là Phan Văn Đức, không phải bàn cãi khi Văn Đức là một trong những cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang-seo nhớ nhất trong năm 2019 vừa qua. Sự thiếu vắng của anh khiến đội tuyển Việt Nam mất đi tính đột biến trên hàng công và những sự thay thế như Văn Toàn hay Công Phương chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Lúc này, Văn Đức đã lấy lại được thể lực sung mãn nhất. Nhưng liệu sau một năm rời xa bóng đá, cầu thủ người Nghệ An có lấy lại được phong độ hay không còn phải đợi thời gian trả lời. Ba vòng đấu đầu tiên sẽ là khoảng thời gian để Đức Cọt gây ấn tượng với chiến lược gia người Hàn Quốc. Người tiếp theo đó là Nguyễn Văn Quyết, giống như trường hợp của Mạc Hồng Quân, đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội được đánh giá rất cao trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên cách chơi của anh không phù hợp với lối chơi đá phản công tốc độ mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang áp dụng cho đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, dù huấn luyện viên Park Hang-seo rất tôn trọng tài năng của anh nhưng không thể gọi anh trong mỗi lần triệu tập. Việc đội tuyển Việt Nam có thể đổi sang chiến thuật mới, có phần chủ động hơn sẽ gia tăng cơ hội để Văn Quyết có tên trong danh sách triệu tập cho trận đấu gặp Malaysia. Vâng kính thưa quý vị và các bạn, trong 2 năm làm việc ở Việt Nam, các đối thủ trong khu vực đã quá hiểu huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Vì vậy, việc triệu tập những nhân tố như Văn Quyết, Văn Đức, Mạc Hồng Quân, Phi Sơn hoàn toàn có thể khiến Malaysia bất ngờ. Đặc biệt là Trần Phi Sơn, một người rất lạ với Malaysia khi trong thời gian huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thì anh vẫn chưa có duyên với ông thầy người Hàn Quốc và đây sẽ là một con bài có thể khiến Malaysia bất ngờ. Phần tin tiếp theo, Sơn Mộc Đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin Thầy Park bị AFC chơi xấu, đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn cực lớn. Kính thưa quý vị và các bạn, vào ngày 11 tháng 2, Liên đoàn bóng đá châu Á đã đưa ra án phạt cho huấn luyện viên Park Hang-seo với tấm thẻ đỏ mà ông phải nhận ở trận chung kết SEA Games 30 vừa qua. Theo đó, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ bị cấm chỉ đạo trong 4 trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam, cùng với đó là 5.000 USD tiền phạt. Án phạt được đưa ra khiến cho nhiều người bất ngờ vì trước đó không hề có thông tin từ AFC xét điều tra về tấm thẻ đỏ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Không những vậy, tại SEA Games 30 vừa qua cũng không phải là một giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của AFC. Trong khi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á chưa hề có động thái xét xử phạt huấn luyện viên Park Hang-seo, thì AFC lại đưa ra phán quyết của mình. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên mà AFC có những quyết định không làm hài lòng người hâm mộ đối với những án phạt của mình. Trước đó, Tổ chức cao nhất của bóng đá châu Á đã từng xóa án treo giò trước tiền đạo Subhajit, cầu thủ phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu gặp đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á năm 2020. Liên đoàn bóng đá châu Á đã đồng ý với Liên đoàn bóng đá Thái Lan rằng họ đã có vé tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2020 với tư cách là đội chủ nhà, nên các trận đấu của đội bóng Thái Lan đã không mang nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, đây chỉ là lý do chữa cháy của AFC khi ở giải đấu đó. Nếu đội tuyển U23 Thái Lan giành ngôi đầu bảng, chưa chắc đội tuyển U23 Việt Nam đã có thể tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2020. Trở lại với án phạt của huấn luyện viên Park Hang-seo, việc không được trực tiếp chỉ đạo các học trò ở 4 trận giao hữu sắp tới sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup năm 2022 và xa hơn là AFF Cup năm 2020 của đội tuyển Việt Nam. Trận đấu đầu tiên mà chiến lược gia người Hàn Quốc thực hiện án phạt của mình là trận đấu giao hữu với đội tuyển Iraq vào ngày 26 tháng 3 tới đây. Trận đấu giao hữu này sẽ diễn ra ngay trước khi đội tuyển Việt Nam có trận đấu quan trọng với đội tuyển Malaysia. Đội tuyển xếp thứ hai tại bảng G vòng loại World Cup năm 2022. Đây là cơ hội rất tốt để huấn luyện viên Park Hang Seo đưa ra những thử nghiệm đội hình, đặc biệt là trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam sẽ thiếu vắng hai trụ cột nơi hàng phòng ngự, đó là Trọng Hoàng và Đình Trọng ở trận đấu sắp tới. Tuy nhiên, với việc bị cấm chỉ đạo, thầy Park không được phép can thiệp vào các cuộc thử nghiệm ấy, có nghĩa là ông không thể có được cái nhìn chính xác nhất về thử nghiệm của mình liên quan đến yếu tố con người, bên cạnh phản ứng chiến thuật của các cầu thủ. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tham vọng tiến vào vòng loại cuối cùng World Cup năm 2022 của đội tuyển Việt Nam. Với việc huấn luyện viên Park Hang-seo bị cấm chỉ đạo, nhiều khả năng thay thế ông sẽ là trợ lý Lee Jong-jin. Huấn luyện viên Lee Jong-jin vốn là cánh tay phải đắc lực của huấn luyện viên Park Hang-seo tại Việt Nam, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa từng chia sẻ, hầu như tất cả các vấn đề liên quan đến chuyên môn đều được huấn luyện viên Park Hang-seo trao đổi với ông Lee. Tính cách hai người đàn ông Hàn Quốc trái ngược nhau nhưng lại bổ khuyết cho nhau, tạo thành một cặp bài trùng mang đến thành công cho bóng đá Việt Nam suốt 2 năm qua. Vậy nên huấn luyện viên Lee Jong Jin hoàn toàn đủ năng lực để tạm thời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong thời gian huấn luyện viên Park Hang Seo thi hành án phạt. Trong quá khứ, huấn luyện viên Lee Jong Jin đã nhiều lần phải đóng thế huấn luyện viên Park Hang Seo ngay trong trận chung kết với đội tuyển U22 Indonesia sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo bị mời lên khán đài, quyền chỉ đạo chính của đội tuyển U22 Việt Nam được giao cho ông Lee Jong-jin. Sau đó, trợ lý người Hàn Quốc cũng là người đại diện của nhà đương kim vô địch tại SEA Games 30 phát biểu trong buổi họp báo. Đầu năm 2019, khi lên kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 30, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã đề xuất ý kiến giao đội tuyển U22 Việt Nam cho người đồng hương dẫn dắt. Dẫu vậy, sau khi nhận thức được tầm quan trọng của tấm huy chương vàng môn bóng đá nam tại giải đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định tự mình đảm nhiệm trách nhiệm và kết quả là ông đã làm được những gì mà mình đề ra ngay từ đầu. Được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng và nhiều đồng nghiệp cũng như học trò yêu mến, nhưng trợ lý Lee Jong-jin luôn coi mình chỉ là một người trợ lý đơn thuần. Ở bất cứ nơi đâu khi được người khác tôn vinh, ông luôn dành hết sự coi trọng và công lao to lớn nhất cho huấn luyện viên Park Hang-seo, một người đồng nghiệp, một người tri kỷ của ông. Phần tin tiếp theo, sở bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin Báo Châu Á nhận định bất ngờ về đẳng cấp giữa Việt Nam và Thái Lan. Kính thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 10 tháng 2, đội tuyển nữ Thái Lan đã có trận đấu cuối cùng tại vòng loại Olympic Tokyo năm 2020 với đội tuyển chủ nhà Australia. Với đẳng cấp thua kém so với đối thủ, đội bóng xứ chùa vàng đã phải chịu thất bại đậm đà với tỷ số 0-6 ở trận đấu này. Trận thua này khiến cho đội tuyển Thái Lan kết thúc vòng loại Olympic Tokyo năm 2020 mà không thể giành được điểm số nào. Không những vậy, đội tuyển nước Thái Lan còn thể hiện một lối chơi rời rạc và rất thiếu gắn kết, khiến cho người hâm mộ xứ chùa vàng tỏ ra hết sức thất vọng. Như vậy bóng đá Đông Nam Á chỉ còn duy nhất một đội tuyển nữ Việt Nam là góp mặt tại trận playoff của vòng loại Olympic Tokyo năm 2020. Điều này lại một lần nữa chứng minh được đẳng cấp của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng như vị trí số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam tại khu vực. Và tờ Lee Sport Asia đã viết rằng với việc để thua cả 3 trận đấu ở vòng bảng, đội tuyển nước Thái Lan đã không thể tiến vào trận playoff của vòng loại Olympic Tokyo năm 2020. Điều mà đội tuyển nước Việt Nam đã làm được sau chiến thắng 1-0 trước Myanmar ở trận đấu gia quân. Việt Nam có lợi thế hơn Thái Lan khi rơi vào bảng đấu chỉ có 3 đội bóng. Nhưng nếu so sánh về cách mà thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung ở trận thua 0-3 trước Hàn Quốc, với 3 trận thua động của đội tuyển Thái Lan có thể đánh giá rằng đẳng cấp và ý chí thi đấu của đội tuyển Việt Nam là lớn hơn hẳn. Trước đó, đội tuyển nữ Thái Lan đã từng tham dự World Cup năm 2019 khi rơi vào bảng đấu dễ ở vòng loại. Tuy nhiên sau những thất bại liên tiếp gần đây, trong đó có hai trận thua trước Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á và SEA Games 30, người hâm mộ châu Á đã thấy được sức mạnh thật sự của đội bóng với biệt danh là voi chiến. Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đã về nước để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu playoff. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung ở vòng đấu này sẽ là Australia hoặc Trung Quốc. Đây đều là hai đội bóng rất mạnh của châu Á. Tuy nhiên với tâm lý thoải mái cũng như sự tự tin dâng cao, đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng để giành vé tham dự Olympic Tokyo năm 2020 vào mùa hè này. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay từ kênh Xuân bóng đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.